Thắng Lê xin chào các bạn. Trong bài chia sẻ AutoCAD hôm nay, Thắng Lê sẽ hướng dẫn cho các bạn biết cách để mình trích xuất khối, tức block, layer, kiểu nét vẽ, kiểu dim, kiểu test từ một cái file CAD mẫu nào đó mà các bạn thấy những cái định dạng đó các bạn ưng ý và mình muốn tận dụng những cái định dạng đó vào trong cái bản vẽ của mình, thì mình trích xuất nó như thế nào, mình lấy nó qua cái file của mình đang vẽ như thế nào đây. Thắng Lê sẽ chỉ cho các bạn cách làm rất là chi tiết sau đây. Đây là một cái kiến thức cũng rất là quan trọng, các bạn chú ý, đây cũng là một kiến thức rất là quan trọng và cũng khá thú vị để khi mình tận dụng những cái nền tảng, những cái tài nguyên có sẵn từ những cái file CAD mẫu đó, thì các bạn phải biết cái kiến thức này thì các bạn mới tận dụng được. Thứ nhất, mình giả sử mình có một cái file nội thất mở lên như thế này, một cái file bản vẽ thiết kế nội thất. Những cái video tiếp theo thằng Lê sẽ chia sẻ về chủ đề là về thiết kế nội thất như thế này, tạo ra những bản vẽ nội thất như thế này. Mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm. Và bây giờ mình cần trích xuất những cái layer trong đây ra. Mình cần trích xuất những layer trong đây ra như thế nào đây? Cụ thể là, này layer bạn thấy là có rất là nhiều layer người ta tạo sẵn hết rồi. Hoặc là mình màu sắc thì mình không nói, màu sắc thì có sẵn. Kiểu nét, light high, kiểu nét thì cũng có sẵn, thì bạn lấy ra cũng nhanh. Nhưng mà cái phần ghi chú, nó có phần định dạng test nè, bạn thấy nè. Phần định dạng test người ta đã tạo sẵn nè. Hoặc là cái phần định dạng dim. Đây, cái phần định dạng dimension style á, dim style, mình làm sao để mình trích xuất nó vào trong cái file của mình. Rồi thì cách làm như thế này, đặc biệt là block nha các bạn. Block tức là những cái ký hiệu á, mình là cần lấy sang cái bản vẽ của mình cho nó nhanh tận dụng đó. Rồi để trích xuất á, các bạn làm như sau. Mình đang trong cái file nào đó không cần biết, bạn cứ mở một những cái file mẫu cần lấy lên trước này. Đây mình mở một số file lên nè, cụ thể mở một file nè, hai file, ba file, 4 file, 5 file. Có tất mình đang mở tất cả là 5 file. Cái file mình đang làm việc là cái file mình đặt tên là file đang làm đó, để mình đặt cái tên cho các bạn thấy luôn để các bạn phân biệt cho rõ. Mình cần lấy những cái định dạng đó, những cái block qua bên cái file này. Thì bây giờ bạn cứ ở trong cái file đang làm đi. Rồi, bạn ở trong cái file đang làm nha, mà trước đó bạn phải mở hết những cái file mà có những cái định dạng, có những cái layer, có những cái kiểu nét, có những cái block cần lấy. Rồi, trở qua file định dạng. Bạn nhập, bạn nhấn phím tắt là CTR Control 2 để mở ra cửa sổ Design Center. Hoặc các bạn có thể mở cửa sổ này bằng cách là vào trong cái menu Tool Palette, rồi bạn chọn chỗ này là này, chỗ này đó chính là Control 2 nè, các bạn thấy chưa? Control 2 nè, Design Center. Cái Design Center rất là hay. Mình nhớ là cách đây khoa không lâu mình cũng có chia sẻ một cái video hướng dẫn cho các bạn trích xuất block rồi đó. Nào, click vào đây. Thì nó hiện ra cái bảng này. Đây là bạn vào trong cái folder để bạn mở, bạn tìm đến cái file đó nếu mà bạn chưa mở sẵn. Nếu các bạn chưa mở sẵn cái file đó thì bạn vào trong đây bạn mở nè. Còn mình đã mở sẵn rồi thì mình cứ qua cái tab Open Drawing, tức là những cái bản vẽ đang mở đó. Rồi bây giờ ở đây có 5 file các bạn thấy rõ nè. File background là file nền của mình nè. Này 1 nè. File background bỏ ra đi, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 file được chưa các bạn? Thì bây giờ mình muốn trích xuất từ cái file nào đó thì các bạn cứ chọn cái file đó trước. Này, giả sử mình trích xuất từ cái file căn hộ cao cấp thì bạn nhấp đôi vào cái file căn hộ cao cấp, nhấp đôi chuột trái vào cái file căn hộ cao cấp. Sau đó bạn thấy nó mở ra một dọc ở đây, thứ nhất là block. Mình ở đây bạn có nhiều thứ bạn quan tâm, thứ nhất mình cần lấy block thôi. Rồi bạn nhấp đôi vào thì tự động nó sẽ tải ra có bao nhiêu khối trong cái file này, nó xuất hiện hết đây cho các bạn luôn. Nó view bằng cái email, bằng cái image đấy, thấy rất là rõ, bạn nhìn thấy rất là trực quan, nhìn vào bạn biết nó là cái gì luôn. Bây giờ nào, thứ nhất là mình cần lấy block khối đó. Cái thứ hai các bạn quan tâm là mình cần lấy cái dim style, tức là cái kiểu định dạng kích thước. Bạn cứ nhấp đôi vào, này bạn nhấp đôi vào có bao nhiêu trong cái file này, có bao nhiêu định dạng cái thứ nó sẽ xuất hiện ra. Đây bạn cứ nhấp đôi vào nó ra, thì cái file này chỉ có hai định dạng mặc định như thế này thôi. Bạn sang layer, bạn nhấp đôi vào thì có trong cái file này, căn hộ cao cấp này có bao nhiêu layer cũng xuất hiện hết ra ở đây. Được chưa các bạn? Ở đây bạn có thể chọn theo cái kiểu trình bày, bạn chọn là list để thấy cho rõ hơn. Đó, bạn chọn list thấy rõ hơn. Bạn quan tâm cái định dạng tiếp cái này, một là block nè, mình thằng Lê nhắc lại, thứ nhất là block, thứ hai là nếu đối với block thì bạn để list thì bạn không biết cái hình ảnh đó, đối với block thì bạn nên để là large icon,
để mình nhìn thấy cái hình ảnh luôn. Nhưng mà qua laser thì bạn nên để dạng là lit nha, tùy theo cái tab, tùy theo cái đối tượng mà các bạn chọn này, chỗ này để mình xem cho nó rõ. Rồi cái mình cần quan tâm nữa đó là light tie, tức là kiểu nét vẽ. Bạn nhắc đôi vào thì đây, trong cái file này hiện tại là có những cái kiểu nét vẽ như thế này, mình cần trích xuất ra thì bạn cứ nhắc đôi vào. Rồi ngoài ra còn một cái nữa đó là test style, bạn nhắc đôi vào, mình chỉ những cái các bạn thường gặp thôi. Cụ thể là flop nè, thứ nhất bạn lên nhắc lại flop, thứ hai là dim dancing style, thứ ba là layer, thứ tư là light tie, thứ năm là test style. Hết, đó là những cái mà các bạn thường dùng, mình lấy những cái đó thôi. Test style bạn cũng nhắc đôi vào thì trong cái file này có bao nhiêu kiểu test nó sẽ xuất hiện ở đây này cho các bạn. Nhưng bây giờ vấn đề làm sao để các bạn đưa nó vào trong cái file mình đang làm nè, cái file của mình đây. Rất là đơn giản các bạn. Thằng lời nhắc lại là nếu cái file đó các bạn chưa mở sẵn á, thì các bạn vào trong cái folder này bạn tìm đến cái đường dẫn bạn mở lên nha. Còn mình đã mở sẵn rồi thì mình không cần phải vô folder mà mình ở trong cái tab Open Drawing luôn. Thứ nhất mình truy xuất block nè, bạn nhắc vào, nhắc đôi vào block. Đối với block thì ngay chỗ này nè, ngay chỗ cái ô fill đó, mình chọn là last icon để cho xuất hiện ra cái hình ảnh, nhìn vào rất là trực quan mà biết nó là cái gì. Bây giờ bạn muốn những cái block này nó xuất hiện trong cái file của mình á, một là nếu các bạn muốn lấy một lần rồi bạn xài thôi, sau đó mình không lấy nữa thì mình không có cần phải tích hợp lên trên cái palette làm gì. Rồi còn bạn muốn thấy cái block này phổ biến, giả sử cái cửa hai cánh lớn cánh nhỏ này nè, mình thấy là mình xài cái này rất là thường, giả sử như vậy thì các bạn làm như sau. Bạn để trong cái tab này nha, để ngoài trống cái chuột phải, bạn chọn là create tool palette, tức là tạo một cái bảng công cụ mới. Bạn click vào đây thì nó xuất hiện ra cái tool palette luôn nè, bạn chờ nó xuất hiện ra, nó đang xuất hiện ra đây, cái tool palette bạn thấy xuất hiện ra nè, máy nó đang mở lên nè, thì tự động, thật ra nó đang xuất đó các bạn, nó xuất hết toàn bộ những cái block này nè vào trong đây, bạn thấy nó xuất ra hết rồi nè, nó nằm trên tool palette rồi. Cái này nè, bạn thấy nè, nó lấy cái tên file luôn, nó lấy cái tên file này, nó làm ra cái tab palette luôn. Bạn muốn sửa lại tên cái chuột phải vào rename nè, bằng rename ở đây nè, rename palette ở đây đó, thì bạn thấy nè, cái bảng này, cái tab này hiện tại là cứ bạn tắt kết rồi bạn mở lại, bạn vào một cái file nào bất kỳ, bạn nhấn Ctrl 2 thì nó tự động sẽ lên. Để anh lại tắt mạng đi nha, để khỏi bị phiền phức. Rồi tiếp theo bạn thấy nè, bạn nhấn Ctrl 2 thì nó hiện ra cái tab như thế này, bất kể bạn ở file cách nào đó, thì với điều kiện là bạn phải tạo một cái tool palette như thế này. Cách tạo tool palette thằng lên nhắc lại, bạn nhắc đôi vào lock, bạn chỉ cần tích chuột phải, bạn chọn create tool palette, mặc định nó lấy cái tên file nó gán cho cái tên của cái tab palette luôn, và khi đó trong cái tool tab palette này nó sẽ có đầy đủ tất cả những cái lock của cái file này luôn, nó rất là nhanh như vậy đó. Rồi còn có trong trường hợp bạn muốn lấy một vài cái, bạn không có phải lấy hết, chứ cái tool palette của mình không có cần phải lấy hết tất cả những cái lock trong đây, thì tất nhiên là bạn không có xài cái chiêu này được. Các bạn phải làm như sau. Đầu tiên bạn cũng mở cái tool palette lên bằng cách là nhấn này, giùm đóng lại nha, đóng, giả sử mình bỏ cái tool palette này đi, bạn delete thôi là nó bỏ thôi, ok, nó thì nó bỏ thôi. Rồi ví dụ mình muốn mở lại cái tool palette, các bạn có vào trong tool nè, palette nè, rồi bạn vào tool palette nè, Ctrl 3 ha, thành ra cái bảng này trở lại thôi. Bây giờ bạn muốn không phải lấy hết cái này vô cái tool palette thì bạn cứ kích chuột phải vô đây nè, new nè, bạn chọn new palette, create new palette, đâu rồi, bạn tìm đến đây, new palette nè, rồi sau đó bạn đặt cho nó cái tên cụ thể, làm cần lấy cửa thôi, đặt tên là cửa, ví dụ như thế. Lúc này bạn lấy cửa thôi, bạn nắm cửa bằng rê, bạn kéo vào nè, đó, bạn thấy cho nó vào nè, rồi bạn lấy cửa hai cánh, cái lớn cái nhỏ này, chứ không phải lấy hết. Cứ như thế, bạn lấy những cái nào thì bạn cứ kéo cái đó vào thôi, bạn không có. Còn kích chuột phải, bạn kích mặc định bằng kích chuột phải, bạn chọn create tool palette là nó lấy hết luôn. Rồi đó là cái cách để mà các bạn truy xuất block trong những cái file có sẵn để mình sang cái file làm việc của mình, mình đưa nó vào, được chưa? Còn bạn không, bạn muốn xài một lần thôi, không cần tạo tool palette lần sau, không cần đến nó nữa, chỉ cần xài một lần trong cái file này thôi, thì bạn nắm này, bạn kéo thẳng vào luôn này, bạn thả kéo thẳng vào luôn đó, bạn kéo thẳng vào luôn này, nhấn giữ kéo thẳng vào luôn này, thì nó ra, nó vô luôn, nhấn giữ chuột trái kéo thẳng vào đây, rất là hay không, rất là dễ dàng.
tóm lại cách xài rất là dễ dàng đó, bạn cứ nắm bằng kéo thẳng vào thì nó rất là dễ dàng, không có gì khó khăn hết. Đó là cái cách mà bạn lấy bạn xài một lần. Bạn muốn xài lâu dài thì tool mallet. Phần lock bạn lại đã chỉ xong, phần lock đã xong rồi ha, phần lock phải đơn giản vậy đó. Tiếp theo tới cái phần dim style, tức là cái phần định dạng kiểu dim, thì cái file này nó cũng không có cái định dạng gì để lấy, lát nữa sang file khác nha. Thì bây giờ mình sang cái file khác đi, file này nó không có nhiều định dạng để cho các bạn thấy. Mình mở lại, đuối mình đang ở trong cái file đang làm nha. Ông vào trong cái tool palette, rồi tool bằng chọn là chỗ này là tool control 2, đây design center. Rồi mình qua cái open drawing, mình mở bảng khác đi. Ví dụ bây giờ mình muốn trích xuất cái bảng nội thất này, nội thất mẫu này cho nó nhiều nè. Đây, nhấp đôi vào, chú ý nhấp đôi mấy cái file nào mà không xài bằng thu lại, thu nhỏ lại. Đó, thu nhỏ lại để mình thấy rõ. Bây giờ mình lấy cái nào lít vô cái file đó, file nội thất này nhấp đôi vô. Thì tương tự lock cũng nhấp đôi vào, thì có bao nhiêu lock trích xuất vào, xong cái file này có bao nhiêu lock thôi. Thì tương tự bạn cũng xài cái nào bạn kéo vào đây thì nó lấy vào luôn nè, thấy chưa? Này bạn cứ kéo vào nó đem ra luôn. Này nó đem ra luôn. Rồi, còn bây giờ mình muốn tạo tool mallet cái chuột phải, create tool mallet, thì nó sẽ lưu lại khi các bạn, cho dù bạn tắt cái file này, bạn mở lên, bạn mở kết lại, cứ nhấn Ctrl 3 là nó hiện ra cái bảng tool mallet, hoặc là vào tool rồi bạn chọn mallet, rồi bạn chọn Ctrl 3 thì nó cũng ra cái bảng tool mallet cho các bạn nha. Có viết tắt Ctrl 3 nè, hoặc Ctrl 2 là reset center. Rồi đó là block mình không nói nữa. Qua tới cái phần dim style, các bạn chú ý, các bạn thông cảm, tại vì mình hướng dẫn các mục tiêu của mình đó là có nhiều bạn than phiền đó, sao mình nói đi nói lại nha, đi nha lại hoài một kiến thức nó hoài để làm gì. Tại chỉ mình nhắn nhá để cho những anh chị các bạn mà mới học các đó, thì mình biết mà, tức là mình đi dạy nhiều rất là biết, những anh chị mới học các đó thì thường gặp khó khăn trong cái thao tác, thành ra mình nói đi nói lại và mình thao tác chậm để cho mình thấy có nhiều bạn còn nói mình nói nhanh đó, cho anh chị và các bạn mới học đó, mình có thể làm được chưa nào, chứ không phải mình câu giờ làm gì, mình nói đi nói lại để cho anh chị và các bạn mới học kết có thể thao tác được. Mục tiêu của mình là mọi người đều có thể thao tác được. Nếu anh chị nào thao tác chưa được thì các bạn, anh chị và các bạn vui lòng comment bên dưới đó, mình sẽ trả lời hết cho các bạn. Những đây là những kiến thức rất là phổ thông phổ biến không à. Chúng ta cần phải chia sẻ nhau để mình áp dụng vào công việc cho tốt hơn, chứ không có vấn đề gì hết. Rồi, bây giờ mình chỉ và cho các bạn làm sao để mình lấy cái dim style từ cái file nội thất mẫu này vào trong cái file CAD mình đang làm. Tức là mình muốn cái dim style này nè, nó có luôn trong cái định dạng của file này. Thì bây giờ mình kiểm tra, mình xóa mấy cái này đi. Mình kiểm tra file hiện tại của mình là hiện tại là cái file mình tên là file đang làm. Mình đang ở cái tab, mình đặt cái tên là đang làm để cho các bạn hiểu thôi, chứ thực tế là bạn đặt tên của cái công trình, của cái dự án của các bạn đó. Ví dụ như bạn đang làm căn hộ A, căn hộ B của anh A, anh B gì đó, bạn đặt tên cụ thể ra. Trong quá trình làm mình cần trích xuất. Rồi còn hiện tại trong cái file đang làm này, kiểu test thì chỉ có một kiểu annotate là mặc định, standard là mặc định, cái Arial 5 là mình tạo. Tương tự cho kiểu dim cũng vậy, hiện tại là test một kiểu, dim chỉ có một kiểu mới thôi. Bây giờ mình muốn trích xuất những cái định dạng vào đây. Rồi trong cái phần layer thì nó có nhiều layer như thế này. Giờ mình BU mình xóa bớt nè, BU. BU là cái lệnh này, purge, là dùng để xóa tất cả những layer rỗng, những lifetime rỗng, những cái dim, những cái định dạng dim, định dạng test. Tóm lại tất cả những định dạng, tất cả những cái block không có xuất hiện ở trong bản vẽ, nó chỉ lưu lại trong cái bộ nhớ trong của AutoCAD thôi, thì các bạn dùng lệnh BU để xóa những cái đó. Đôi khi chính những cái này nó làm cho cái dung lượng của cái file của các bạn rất là lớn. Nếu mà có rất nhiều block và dung lượng rất lớn, mà dùng BU để xóa tất cả những cái block ẩn đi, tất cả những layer ẩn đi, chứ không phải những cái layer nào mình không xài bằng vào cái chuột phải, layer là delete lâu mất thời giờ lắm. Cái layer nào không xài đơn giản lắm, bạn nhập lệnh BU rồi nhấn AA, nhấn cái phím A trên bàn phím, nhấn cái phím A, nhấn nhả đến khi nào bạn thấy chữ buộc O để hiện ra cái bảng này, nhập BU nha. Đến khi nào bạn thấy cái chữ buộc O nó mờ đi thì lúc đó là xong rồi đó. Thì bây giờ này bạn kiểm tra này đó, những cái layer rỗng nào nó xóa hết rồi,
Còn cái layer này không có rỗng, có nghĩa là nó có một cái đối tượng nào đó trên bản vẽ. Đây nè, nó có những đối tượng nào đó trên bản vẽ nè. Là bây giờ mình BU lại, bạn thấy nó mất nè. Có thể nó mất nha. Là bạn nhấn AA. Bạn cứ nhấn AA liên tục. Nó mờ đi. Bây giờ bạn vào. À, nó vẫn còn, chứng tỏ nó còn đây nè, bạn thấy chưa, nó còn nè, đó. Nó còn, thành ra các bạn BU nó không hết là như vậy. Rồi tóm lại BU là dùng để xóa những cái layer rỗng, nghĩa là layer đó bạn chưa sử dụng trong cái file này. Định dạng dim, text chưa sử dụng, block chưa sử dụng, đó. Dùng BU xóa, hết cho các bạn cái đó. Chứ bạn đừng có làm thủ công từng cái, nó mất thời giờ. Có lệnh purge này rất là hay. Có lệnh purge BU đó. Ví dụ cái file các bạn đang 10 MB, bạn dùng BU có thể nó còn chỉ cần một, còn 1 MB cũng không chừng. Lý do là những cái mà nó cấu thành nó làm nên cho cái MB cái file của bạn lớn là do những cái lock đó, lock ẩn. Rồi bây giờ mình lấy cái dimension tile thì bạn vào trong dimension tile nè, nhấp đôi vào, ha. Lưu ý mình đang ở trong cái file nội thất mẫu đó. Thì bây giờ bạn muốn lấy cái định dạng nào á, bạn muốn lấy hết luôn á thì bạn chỉ cần bôi chọn hết nó. Được chưa? Bạn bôi chọn hết nó rồi nhấn, rồi bạn kéo nó, bạn thả vào trong trong cái file này đang làm việc là xong rồi. Đây bạn kéo thả. Còn bạn muốn lấy cái nào riêng cái nào đó thôi thì bạn kéo cái đó thôi, chứ không nhất thiết phải lấy hết. Bây giờ mình lấy là cái nhóm này đi. Thì mình lấy là T nè, T5, T15, T10, 75, mình lấy 4 kiểu này thôi. Nhắm kéo thả vào nè. Nắm kéo thả vào hoặc là cái chuột phải chọn copy rồi qua đây nhấn Ctrl V dán nó vào cũng được nữa. Thì như vậy là các bạn đã xuất được 4 cái định dạng dim này vào trong cái file các bạn đang làm rồi đó. Bây giờ bạn click vào đây bạn thấy nè, nó có nè, đây. Đây bạn thấy chưa? Nó vào là 1 2 3 4. Đó, 4 kiểu này là nó lấy y chang như cái file mà các bạn đã mở lên là file nội thất mẫu, không có thiếu cái gì cả. Đó là cái cách để các bạn trích xuất kiểu định dạng dim từ một cái file có sẵn vào trong cái file các bạn đang vẽ, hoặc là các bạn có thể tạo một file kết mẫu để lưu lại. Thì các bạn lưu cái file kết, file đang làm này nè, bạn lưu cái dạng file kết mẫu, bạn lưu lại đặt tên kết mẫu để làm sao các bạn mở lên nó sẽ có những cái định dạng này luôn, có những layer, nó có những cái dim text luôn đó. Đó là cách lấy định dạng dim. Thằng Lê nhắc lại, để lấy định dạng dim đầu tiên các bạn đảm bảo phải đang ở cái trên cái tab Open Drawing. Thì khi đó các bạn phải mở trước cái file đó lên ở đây. Còn nếu các bạn chưa mở trước cái file đó lên ở đây thì lúc này các bạn vào trong cái tab Open, vào trong cái folder này, bạn tìm đến cái file đó bạn mở lên nha. Còn mình đã mở rồi. Đây cụ thể là nội thất mẫu nè, mình mở rồi ở đây nè, mình thấy chưa? À, thì lúc đó bạn mới vào trong cái tab Open Drawing nè, rồi nhấp đôi vào cái file nội thất mẫu nè. Thì nó ra, lúc này mình quan tâm và lock, nhấp đôi vô lock để lấy nè. Lock nó rồi, dimension tile nhấp đôi vào nè, đó. Nhấp đôi vào hiện ra cái này, nhấp vào không ra thôi. Bạn muốn lấy định dạng nào thì bạn bôi chọn định dạng đó nè. Đơn giản là bạn chú ý bạn đang ở trong cái file đang làm nha. Nhấn giữ chuột trái nè, kéo thả vào nè, nhả chuột ra thì hai cái định dạng này nó đã vào trong file rồi. Đây bạn thấy nè, nó vào rồi nè. Mình mới thêm được hai kiểu nè, HT dim 100 và 120 nè, đó. Rồi cứ thế bạn lấy những định dạng bạn mong muốn thôi, rất là đơn giản, không có gì khó hết. Vấn đề là các bạn biết cách là được nha. Tiếp theo bây giờ mình lấy layer thì sao? Cái vấn đề thứ ba là các bạn lấy layer có sẵn, thì layer bạn tạo lại cũng rất là mất thời giờ. Tuy nhiên ở đây bạn thấy cái file nào bạn chọn là list để hiển thị cho rõ. Nếu mà mình thấy layer, cái quá trình các bạn tạo bạn phải gán màu sắc, đặt tên, rồi độ đậm nét này kia nọ, rất là mất thời giờ đúng không? Thì bây giờ mình có thể tận dụng những layer có sẵn từ cái file chuẩn là bạn chép vào. Trường hợp bạn muốn lấy hết layer luôn, bạn muốn copy hết toàn bộ layer này, xuất nó vào trong cái file bạn đang làm, thì cũng khá đơn giản luôn. Bạn chỉ việc bôi chọn để Ctrl A nó nè, sau đó nhấn giữ chuột trái kéo thả vào, vậy là xong rồi đó. Còn bạn lấy một layer nào đó thôi, kéo riêng layer đó thôi, rồi bạn kiểm tra nè, bạn thấy nó nhảy vào chưa, một dọc luôn nè. À, để cần lê anh đu lại cho các bạn xem nè, mình chưa lấy nè đúng không, mình chưa lấy là như thế này. Bây giờ mình lấy bốn cái này thôi, kéo thả vào bạn thấy nó tăng lên, bốn cái nè. Này bạn thấy nó tăng lên thì bốn cái chưa. Bạn muốn lấy tiếp nữa bạn có kéo hết nè, không ạ. Thực tế là các bạn không có lấy hết, tại trong cái file này đương nhiên có những layer rác của người ta, bạn lấy làm chi. Ở đây mình giả sử lấy hết thì bạn kéo hết nó, bạn lấy vô, còn thực tế bạn chọn lọc những cái layer cần thôi. Chẳng hạn mình lấy furniture VC, lấy furniture, lấy dimension style, rồi lấy nội thất nè, rồi lấy kiểu ký hiệu nè, a nét gì đó, bạn kéo vào thì lúc này nó sẽ vào những cái layer đó. Nhấn giữ chuột trái, bạn đưa chuột đó cái layer cần lấy, nhấn giữ chuột trái, di chuyển chuột
vào trong không gian vẽ màu đen nhả chuột ra. Khi bạn vào trong không gian màu đen, bạn thấy nó xuất hiện cái hình chữ nhật màu nét rạn nứt nằm ở ngay rõ. Bạn nhả chuột trái ra là được, nhấn giữ chuột trái, di chuyển chuột, kéo thả thì nó vào. Đó, đó là cách các bạn xuất layer từ một cái file CAD có sẵn vào trong cái file các bạn đang làm. Rất đơn giản phải không nào? Tiếp theo, bây giờ mình chỉ cho các bạn lấy kiểu nét. Bạn click vào Light High. Bây giờ bạn lấy muốn lấy kiểu nét nào đó thì bạn đưa chuột trái vào cái kiểu nét đó. Giả sử bằng mình muốn lấy kiểu nét này, thực tế mấy kiểu nét này có sẵn trong CAD rồi, bạn vào trong mục lô bạn lấy ra cũng được. Nhưng mà mình giả sử những cái kiểu nét này là người ta tạo mới thì mình có thể tận dụng thay vì các bạn phải tạo mới. Chứ còn những kiểu nét là kiểu nét mặc định trong CAD có hết rồi các bạn ạ. Bạn không cần lấy nha. Nhưng mà mình cần lấy những kiểu nét mới người ta tạo ra đó, tạo mới thay vì mình phải ngồi bằng tạo lại. Thì các bạn tận dụng kiểu nét đó, còn những kiểu nét này có sẵn trong CAD rồi, bạn không cần lấy đâu. Nếu được bạn thấy bạn ưng bạn có thể lấy ra, tuy nhiên heading này cũng có hết rồi, cái này là kiểu nét của mặc định. Nhưng mà bạn muốn lấy cũng được, bạn kéo bạn thả vào này. Rồi bạn vào đây. Lúc này bạn vào trong cái ô kiểu nét, bạn sẽ thấy nó xuất hiện trong cái ô kiểu nét này. Đây bạn click vào đây, này bạn thấy nó vào này. Đó, cái nhóm nét này mình mới kéo vào đó. Rồi mình trở lại cái bảng này. Tiếp. Cái bảng này nó có cái thanh ở phía bên phải, bạn nhấn giữ chuột cái để bạn di chuyển nó ha. Lúc nào bạn không xài bạn tắt nó lại, tắt nó đi, chứ bình thường thì mình cũng không có mở nó thường đâu. Rồi vấn đề cuối cùng là các bạn lấy những cái định dạng test, tức là test style. Đây. Test style này các bạn thấy nè. Test style nằm đây nè, là định dạng chữ, kiểu chữ đó. Mình cũng đang ở trong cái file nội thất, bạn muốn lấy test style của file nào bạn nhấp vô file đó. Mình đang lấy cái test style của file nội thất mẫu nè. Đây, test style nè. Rồi bạn muốn lấy kiểu nào thì bạn cũng nhấn giữ, kéo nó vào, thả vào để nhảy vô. Đây, khi mình kiểm tra cho các bạn xem nè, đây nó mới nhảy vô nè, bạn thấy nè, ADB title này. Thì mình giờ mình lấy thêm cái dim text đi, dim text, lấy thêm định dạng này nữa. Nhấn giữ, kéo thả, rồi bạn nhìn nè, nó vô nè. Này, dim text nè. Thì mình lấy thêm cái Vini Help Condenser click vào. Rồi nó vào rồi nè. Đây, bạn thấy chưa? Đó là bạn muốn lấy hết thì bỏ chọn nó. Kích chuột phải copy rồi vào đây Ctrl+C bạn nhấn bát cũng được, hoặc là bạn nắm bằng kéo hết vào luôn cũng được. Này, bạn nắm bằng kéo hết vào thì nó nhảy hết vào thôi. Đây, nó nhảy hết vào. Đó là cái cách mà trích xuất lock dim layer light high và test style rất nhanh gọn lẹ. Light high cách lấy cũng như vậy. Rồi video này thằng Lê xin tóm tắt lại. Đã chỉ xong rồi đó, bây giờ mình tóm tắt lại nè. Để lấy những layer, những định dạng, những block có trong cái file có sẵn vào trong cái file các bạn đang làm, đầu tiên bạn mở cái file bạn đang làm lên. Những cái file đó, những cái có thể là bạn không cần phải mở trước những cái file cần lấy. Ở đây do mình hướng dẫn mình mở sẵn, hoặc là bạn có thể mở sẵn giống như mình như thế này. Rồi sau đó vào trong cái menu Tool Palette Ctrl 2. Còn nếu không thấy cái menu này thì vào trong mũi tên nhớ này nè. Bạn click vào Show menu bar. Show menu bar hiện ra thôi. Rồi. Các bạn có thể nhấn viết tắt là Ctrl 2. Rồi. Qua cái tab Open Drawing. Nếu cái file có định dạng cần lấy đã mở lên rồi, bạn vào trong tab này. Còn nếu chưa, vào Open vào folder tìm đến đường dẫn. Đây, bạn tìm đến đường dẫn mở cái file lên. Được chưa các bạn? Tìm đến đường dẫn mở cái file này lên. Rồi, mình đã mở rồi. Qua bên cái tab file đang mở, tìm đúng cái tên đó, nhấp đôi chuột trái vào. Rồi lúc này xuất hiện ra nào là block, dim, layer, light high, test style, cách lấy giống như thằng Lê vừa chỉ. Cứ thế là cái file của các bạn có sẵn những định dạng rất chuyên nghiệp luôn. Và mình lưu lại cái file này, sau đó mình lưu lại cái file này chứ. Nếu bạn không lưu nó mất hết những định dạng mà lấy thì sao? Rồi bạn save lại. Save, thường mình save dưới dạng file dữ liệu thôi được rồi, đặt tên là file cách mẫu. Rồi sau đó bạn lưu cái dạng file template luôn, template đó, save as nè. Rồi bạn chọn cái đuôi chỗ này là file of type là dkt, đặt tên cho nó cách mẫu, chèn con số 0 trước cho nó lên trên. Đây mình đã tạo những file mẫu rồi cho nó có sẵn, các bạn save như thế là nó có được chưa nào. Rồi video vừa rồi thằng Lê đã chỉ cho các bạn là biết cách rất là chi tiết luôn để mình xuất được block, layer, kiểu nét, kiểu dim style. Đây là cái kiến thức rất là phổ biến thường dùng.
thì các bạn cứ thao tác, cái gì không được các bạn cứ comment hỏi thẳng bên dưới trong video này luôn. Các bạn hạn chế kết nối Zalo với thằng Lê vì mình mong muốn trả lời cho các bạn ngay trong YouTube luôn, ngay bên trong cái một bình luận để cho các bạn khác cũng tìm tòi được những câu trả lời cho chính mình qua cái câu trả hỏi và trả lời giữa mình và các bạn, được chưa nào, để cho đỡ mất thời gian chứ không gì. Anh chị các bạn nào có nhu cầu học AutoCAD trực tiếp với thằng Lê, nếu các bạn ở xa thì học ở online. Online tức là mình cũng kèm trực tiếp luôn, mình trực tiếp mình kèm luôn chứ mình không có làm video, mình điều khiển màn hình của các bạn, mình gọi Zalo, mình gọi Facebook, mình trò chuyện, mình điều khiển màn hình, tất cả những mọi thao tác của mình các bạn đều thấy và bạn dễ dàng học được nha, chứ không phải là mình học online là theo kiểu là tạo video gửi các bạn lên nó học, học xong rồi mình giải đáp, không phải, học trực tiếp luôn, vấn đề là học trực tiếp qua mạng. Và các bạn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì liên hệ thằng Lê, mình sẽ học trực tiếp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài chia sẻ khác. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.